Siêu thưa các bác, ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập bến về được những dòng sản phẩm lâng tiếng giá rẻ cho toàn thể các bác để phục vụ trong dịp thời điểm đầu năm này. Các bác nào muốn nâng cấp những bộ dàn karaoke của mình lên với những dòng sản phẩm lâng tiếng để hát karaoke và nghe nhạc nó ok hơn, mượt mà hơn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0366417927 của bên em để được bên em tư vấn chi tiết về dòng sản phẩm này các bác nhé. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính của bên em những dòng sản phẩm lâng tiếng của Teleacoustic CB1000, những dòng sản phẩm lâng tiếng giá rất là rẻ thôi. Và em thông báo luôn toàn thể bác này, 1.150.000, 1.150.000, cái giá bên em bao ship code toàn quốc của toàn thể bác và chưa có dây rắc đúng không nhá. 1.150.000, giá quá là rẻ với những dòng sản phẩm lâng tiếng CB1000. CB1000 đây là những dòng sản phẩm phiên bản nâng cấp các bác nhá. Phiên bản nâng cấp Bluetooth 5.0. Bắt Bluetooth rất là nhạy luôn và cái chất âm của nó thì khá là ok. Em đã có lên toàn thể các bác một cái video để phối ghép những cái dòng sản phẩm này rồi. Ngày hôm qua bên em lên cho toàn thể các bác cái video ấy rồi. Các bác có thể tham khảo trực tiếp và ngày hôm nay bên em cũng sẽ test chất âm toàn thể các bác luôn đối với dòng sản phẩm này. CB1000 những phiên bản nâng cấp nha các bác nhá. Hàng mới về thôi, hàng mới về trong ngày hôm qua nhưng bên em mới có thể có thời gian để lên toàn thể các bác cái video ngày hôm nay. CB1000 của Teleacoustic. Hàng về số lượng chỉ có hạn thôi. Số lượng chỉ có 3 thùng thôi các bác nhá. 3 thùng thôi kìa. Bên em mới để mới cập bến về được khoảng tầm 3 thùng để xem cái chất âm của nó. Chất âm em đã có test rồi. Cái lô mới này là em đã test rồi, chất âm khá là tuyệt vời. Sắp tới này bên em sẽ nhập về cái số lượng lớn để phục vụ toàn thể các bác. Giá rất là rẻ các bác nhá. 1.150.000 bao ship code toàn quốc và chưa có dây rắc các bác nhá. Các bác nào mà muốn hỗ trợ bên em hỗ trợ dây rắc, các bác thêm cho em khoảng tầm 50.000. 50.000 hoặc 100.000 nữa. Nếu các bác muốn hỗ trợ khoảng 1-2 cái dây rắc, ví dụ như dây rắc cổng quang này hay là dây rắc ca lông các thứ thì bên em hỗ trợ toàn thể các bác thêm khoảng 50 đến 100.000 thôi. Bên em sẽ bao ship code toàn quốc và đầy đủ dây rắc toàn thể các bác luôn. 1.150.000 các bác nhá, giá rất là rẻ luôn. Giá cực kỳ là rẻ, phá giá ngoài thị trường luôn. CB1000 những phiên bản nâng cấp Bluetooth 5.0. Chất lượng âm thanh khá là tuyệt vời. Em đã có test chi tiết với những dòng sản phẩm này rồi. Ngày hôm qua em test chi tiết rồi. Hình thức thiết kế cũng khá là tuyệt vời các bác nhá. Nhìn rất là bắt mắt đấy. Những phiên bản này có nhìn này. Cái volume của nó này có đèn led nháy quanh luôn. Mình bật volume lên đâu là đèn led nó nháy lên đấy. Khá là ok. Hình thức rất là bắt mắt. Các bác nào mà muốn nâng cấp những bộ dàn karaoke của mình lên mà kinh tế mà chỉ khoảng vừa tầm thôi thì các bác có thể tìm hiểu sang dòng sản phẩm này của bên em. CB1000 Teleacoustic, hộp của nó đây. Ở bên trong của nó đây. Bên trong của nó thì các bác nhìn cái hộp của nó này. Khá là chắc chắn, hai lớp xốp, đóng gói rất là kỹ càng các bác nhá. Phần bên trong này bọc một lớp ni lông, hai lớp xốp này. Và đây là giấy QC. Tờ đơn phiếu QC của cuốn sách hướng dẫn với dòng sản phẩm này. Dây nguồn. Bên trong của nó thì hộp của nó thì chả có cái gì đâu. Chỉ có cái dây nguồn và cũng như là cái đầu lâng tiếng CB1000 thôi. Giá rất là rẻ các bác nhá. 1.150.000 bao ship code toàn quốc để bác luôn. Chưa có dây rắc đúng không nhá? Giá này là giá chưa có dây rắc đâu. Các bác nào mà nhanh tay thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, số Zalo của bên em 0366417927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng một cách nhanh chóng nhất. Giá cực kỳ là rẻ, 1.150.000. CB1000 những phiên bản nâng cấp Bluetooth 5.0. Đầy đủ cổng quang Bluetooth và USB các bác nhá. Đầy đủ cổng quang Bluetooth USB luôn. Hiện tại bên em đang phối ghép với một con đẩy công suất H850 của EB và một con vang DLC450 cũng của EB. Thêm con lưng tiếng này. Hôm qua em đã có cho lên cái video để test chất âm của nó rồi, khá là tuyệt vời. Rất là ok trong cái tầm tiền, rất là rẻ. Số lượng chỉ có hạn đấy các bác nhá. Mới về được khoảng 3 thùng thôi, số lượng có hạn, các bác nhanh tay lên. Số lượng chỉ có hạn thôi. Nhanh tay lên để có thể sở hữu cho mình những dòng sản phẩm lưng tiếng giá rất là rẻ này. CB1000. Đầy đủ Bluetooth và USB luôn. Đằng sau của nó đây. Đây đằng sau của nó đây. Rất là tuyệt vời các bác nhá, giá đang rất là rẻ đấy. Các bác nhanh tay lên để có thể sở hữu cho mình dòng sản phẩm này. Số lượng chỉ có hạn thôi. Bên em mới về được khoảng tầm 3 thùng thôi.
Không biết là bao giờ thì bên em mới có thể nhập được về cái số lượng lớn nữa. Các bác nào nhanh tay thì có thể sở hữu nhau nhanh những dòng sản phẩm này với mức giá thành đang rất là rẻ. Không để các bác chờ lâu, bên em test thử một cái đoạn nhạc ngắn để các bác biết được cái chất âm mà bên em đang phối ghép với những dòng sản phẩm CB1000 này các bác nhé. Rất là đẹp các bác nhá, hình thức rất là đẹp này, các bác nhìn cái màn hình của nó này. Đấy, và nháy theo đèn, nháy theo cái lượng nhạc này. Đấy, nháy theo lượng nhạc này. Đấy, các bác làm quan tâm cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, số Zalo của Huy Hoàng 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết về những sản phẩm lần tiếng giá rẻ này các bác nhá. Đấy, giá rất là rẻ ngoài thị trường, 1.150.000 đồng. Đấy, 1.150.000 đồng, đây là một cái mức giá rất là rẻ thật đấy các bác. Đấy, để các bác có thể sở hữu cho mình những dòng sản phẩm lân tiếng để có thể nâng cấp cái bộ dàn karaoke của mình lên. Đấy, để hát karaoke và nghe nhạc nó được mượt mà và ngọt ngào hơn các bác nhé. Đấy, thêm những dòng lân tiếng này thì nó rất là tuyệt vời rồi. Đấy, và các bác nào mà nhanh tay thì sở hữu ngay cho mình những dòng sản phẩm CB1000 này, những phiên bản nâng cấp Bluetooth 5.0. Đấy, chỉ số lượng chỉ có hạn thôi, chỉ có 3 thùng thôi. Đấy, đợt đầu năm này chỉ về được 3 thùng thôi. Đấy, các bác nhanh tay các bác nhé. Đấy, và siêu tuần để bác, hẹn các bác những video lần sau. Siêu tuần để bác.